Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em ha. Thì tiếp tục quay trở lại với nhà vườn của Ken. Có một số bằng lăng muốn giao lưu tới với cô chú anh chị ha. Ngoài những cái dòng này thì trong vườn còn có trang rất là nhiều loại cây giống quý anh chị. Quý anh chị nào cần thì cứ liên hệ trang trí sân vườn ha. Hôm nay mình đi vô clip mới ha. Rồi, chào Ken. Xin chào anh Thái, xin chào quý cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì em có một số loại mới là cây thanh điệp nè, là một dòng mới, và một số loại bằng lăng muốn gửi đến quý cô chú anh chị. Rồi hôm nay em có một số mẫu cây thanh điệp. Đây là cây loại mới nè, hoa chùm có nguồn gốc từ châu Phi ha. Cây này rất là dễ trồng, thích hợp cho khí hậu Việt Nam mình luôn, từ Nam ra Bắc luôn. Cái bông hoa này khi nở nè, tầm một tuần nó mới tàn cô chú anh chị. Loại hoa chùm hoa nở quanh năm luôn. Đặc biệt là siêu hoa ha. Cái lá này thì có mùi tinh dầu ha, lá cũng rất là đẹp. Lá nó luôn xanh mướt luôn. Những cái lúc mà vào lúc hè thu á, thì cái hoa này nó lên sẽ là màu xanh và màu tím, xanh tím á. Còn lúc mà trời mưa nhiều là nó sẽ màu nhạt nhạt, cái này ưa nắng nhiều. Cây này mình trồng ban công rồi cũng rất là đẹp ha. Giờ em đo khung thông số cho quý cô chú anh chị mình xem ha. Cây này thì có chiều cao là 75. Cây này thân này thì bằng đầu đũa thôi cô chú anh chị. Cái này là cũng là loại mới, một cặp này em giao lưu với giá là 250.000 cho quý cô chú mình sưu tầm ha. Mã số 1 là một cặp. Mã số 1 một cặp là cây thanh điệp, là cây này 250.000 bao phí ship. Tiếp tục mã số 2 cũng là cây thanh điệp luôn. Mã số 2 này nhiều bông hơn ha, cũng đang rất là nhiều nụ luôn. Cái hoa này nở qua năm nên hoa nở liên tục. Nó đang nhú bông thêm nè cô chú anh chị. Cây này có chiều cao là 80. Thân này hai một cặp này rất là nhiều, cũng nhiều nhánh hơn ha. Cặp này em giao lưu cũng giá là 250.000 bao phí ship luôn. Đang bông đang nụ hết nha. Cặp số 3. Cây một cốt à. Cặp số 3 một cốt, dạng tông cao ha, cây này cao nè. Cây này có chiều cao là 1m1. Tầm 1m đến 1m1 ha. Cũng một là 250.000 luôn, bao phí ship, mã số 3. Còn thân nó bằng ống Úc quý anh chị. Này cây thân nè, tán, nó lên nó đâm nhánh là nó ra bông ra nụ liền nha cô chú anh chị. Cái lá này thì mình đừng có động nhiều nó hơi ngứa nha. Rồi, quay trở lại là một cái dòng hổng gai rất là chuộng, đó là bằng lăng Thái siêu bông. Rồi, mã số 4. Tục mã số 4 là em đi quay bằng lăng ha. Bằng lăng này thì có chiều cao là 1m. Tán ngang thì tầm 40-45 nha cô chú anh chị. Một cốt quý anh chị. Một cốt dạng thoát thân nè, cái này thì thoát thân là 40-43. Cái này có hoành là 4,5 năm nha cô chú anh chị. Một cặp này em giao lưu với giá là 300.000. Cây combo mã số 4 nè, một cặp hoa màu tím ha, nhánh tán nè, đang bông full bông luôn. Mã số 5. Mã số 5 là bao gồm 3 chậu. Combo 3 chậu. Bao gồm 3 chậu ha. Đây, đang bông nụ hết nha cô chú anh chị. Combo này thích hợp cho quý cô chú anh chị mình nhà phố á, trồng ban công ha, trên lầu á. Đôi khi màu tím nó chạy viền trắng nè. Cái này thì có chiều cao là 70. Tán ngang là 25 đến 30 nha. Cái thân thì nó nhỏ. Hòa từ trong thân dưới gốc luôn ha. Một số năm. Ngón út đi. Ba chậu này em giao lưu với giá là 280.000 bao phí ship. Nè. Ê. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 một là cặp. Một cặp một màu tím, một màu hồng ha. Màu hồng này rất là ngọt với anh chị em. Cây này có chiều cao là 80. Vẫn là một cốt. Tán ngang 40, cây một cốt luôn. Một cặp một tím, một hồng. Cặp này em vô lưới giá là 300.000 bao phí ship nha. Cây cũng đang bông, đang nụ ha. Cái này mùa nắng thì hoa nó lên rất là nhiều luôn. Mùa mưa thì nó hơi chậm một xíu. Cặp số 7 rất là đẹp quý anh chị. Một cặp màu hồng ha. Một cặp màu hồng dạng tông cao nè. Ồ, hoa nó nở nó xỏ xuống nè. Hoa rất là sai luôn. Số 7 thì cây có chiều cao là 1m1. Cái thân thì cũng như nãy thì cũng bằng ngón tay út em, hoành tầm 3 ha. Có khi 4 năm quý anh chị, tùy theo cây ha. Một cặp này em cũng giao lưu giá là 300.000 bao phí ship nha, màu hồng. Tiếp theo, mã số 8. Tiếp tục,
Nói số 8. 3 chậu, combo 3 chậu. Dầu lưu với giá là 300 nghìn luôn. Hai màu tím, một màu hồng. Này có nhánh lên. Màu hồng, màu tím thì chạy viền trắng luôn anh chị em. Cây này thì có chiều cao là 65. Tán ngang thì tầm 20-25. 3 chậu, dạng hót thân cao nè. 3 chậu này 300 nghìn, mã số 8. Một màu hồng, hai màu tím ha. Tiếp theo số 9. Số 9 cũng bao gồm 3 chậu luôn. Combo 3 chậu. Đây quý anh chị, nó cái hoa bên đây nó tàn rồi, bắt đầu nó lên tiếp nè. Cái cuốn này nó sẽ đâm hoa, tự nó đâm hoa cả nó lên tiếp à. Về mà những cái hoa này nó rụng á cô chú anh chị, mình phang hay cắt nhánh này ha. Mình sẽ để cái thơm là nó sẽ lên một cái nụ li ti nhỏ như thế này nữa. Cái bơ chùm hoa này mình rất là lâu luôn. Tầm 3 đợt chứ anh chị. 2 tháng mới hết một chùm hoa như thế này. Cây này có chiều cao là 65. Cái hoành này thì cũng 34 nha cô chú anh chị. Combo 3 chậu. Mã số 9 này giao lưu giá là 350 nghìn. 3 chậu. Cây này bao phí vận chuyển toàn quốc về tận nhà nha. Mã số 10 gồm một cặp. Hồ siêu búp nụ luôn. 11 cặp. Cái thân của nó nhìn nó đầy đặn hơn ha. Cái này thì có chiều cao là 70. Tán ngang là 30. Cái này có hoành. Cái này có hoành là 6,5. Một cặp số 10 này em vô lưu giá là 350 nghìn. Đây, hai ba một cặp này là màu tím hết nha. Khi mà bông nó gần tàn thì bông nó sẽ nhạt hơn. Tiếp theo. Mã số 11. Rồi một cặp màu tím luôn. Cặp màu tím. Cây có chiều cao là 90. Tán ngang 30. Hoa chùm rất là đẹp luôn. Cái này hoa này. Nhìn cây nó suông nó thẳng ha. Cái này cũng để hút thân được. Mã số 11 này giao lưu giá là 350 nghìn. Gồm 2 cây, bao phí ship quý anh chị. Mã số 12 là bao gồm 3 chậu. Combo 3 chậu. 2 tím và 1 hồng. 2 tím 1 hồng, cây đang sẵn bông nụ hết nha. Cây này mình mùa hoa này mà còn hoa rất là dài luôn ha. Tới tháng 9, tháng 10 mình nên cô chú anh chị mình về kê đọt vẫn ra hoa nụ tiếp nha. Cây này có chiều cao là 65. Tán ngang 30. Hoành thì tầm 4 nha cô chú anh chị. Combo mã số 12 này em vô lưu giá là 350 nghìn. Bao phí ship bao gồm 3 chậu. Một hồng hai tím ha. Tiếp tục. Mã số 13 cũng bao gồm 3 chậu luôn. Bao gồm 3 chậu. Ồ, quá xá lên búp luôn. Đang nụ. Cái này thì màu tím nè. Nó đang hết một đợt hoa. Nó đang ra nụ đợt 2 nè của chú anh chị. 3 chậu này em vô lưu giá là 320 nghìn. Cây này thì có chiều cao là 60. Cái thân của nó thì hoành 34 ha. Một 3 chậu, mã số 13 này giao lưu giá là 320 nghìn. Cây này mới chớm nụ, đang nụ, còn hoa rất là dài ha. Mã số 14 cũng bao gồm 3 chậu luôn. 3 chậu này dạng tông cao nè. Màu tím thì thỉnh thoảng nó có cái viền trắng ở bên ngoài nha. Đây giống như cây này nè, thấy rõ cái màu tím và viền trắng đẹp nè, rất là đẹp luôn. Cây này thì có chiều cao là 70. 3 chậu này vô lưu giá là 350 nghìn luôn, bao phí ship. Một cốt hết nha quý anh chị. Đây, hoa nụ nè, rất là đẹp luôn, nở li ti, hút cây lên lên bông, siêu bông luôn. Rồi, mã số 14, 3 chậu, 350 nghìn, 3 màu tím nha cô chú anh chị. Đặc biệt combo này nó có một cây này chạy viền trắng rất là đẹp ha. Tiếp tục, mã số 15 cũng bao gồm 3 chậu luôn.
Mã số 15 này là một màu hồng, hai màu tím. Nhìn hai màu này nó cũng na ná nhau, màu hồng với màu tím đôi lúc mình nhìn cũng là hơi lầm màu nha cô chú anh chị. Cây này có chiều cao là 65. Cái thân thì bằng ngón tay út ha, nhỏ nha. Combo 3 chậu này hiện giao lưu giá là 250.000, bao phí ship, mã số 15. Dòng bằng lăng Thái này hoa từ dưới gốc lên tới ngọn luôn. Này có nhánh là nó lên hoa nha. Loại này rất là nhạy hoa. Tiếp tục mã số 16 cũng bao gồm 3 chậu luôn. Đây là 3 chậu màu tím ha. Combo số 16. Cây tán nụ rất là đẹp. Cây này thì cũng có chiều cao là 65. Tán ngang là tầm 25. Combo 3 chậu này em vô lưu giá là 280.000. Đều một cốt hết. Mã số 16 cây đang nụ nè. Rồi tiếp tục. Cây cũng nhiều nhánh nhiều tán nha. Tiếp tục lên một cặp. Mã số 17. Cây đang búp nụ. Cây này có chiều cao là 70. Tán ngang 30. Thoát thân là tầm 30. Hoành là 5,5. Một cặp này em vô lưu với giá là 300.000. Hoa màu tím. Siêu bông luôn. Đang bắt đầu lên nụ nha. Cây này thì mình cho hoa kéo dài hơn nửa tháng mới hết bông. Hơn một tháng. Tiếp tục mã số 18 là bao gồm một cặp luôn. Cây này thân này đầy đặn hơn ha. Cây này thì có chiều cao là 70, tán ngang 35, đang nụ hết nha cô chú anh chị. Hoa chùm cái nhánh dài thiệt, bông nó kéo, bông nó rủ xuống nè, rất là đẹp luôn. Một cặp này em giao lưu với giá là 300.000, bao phí ship. Mã số 18 gồm hai chậu, bao gồm hai chậu màu tím nha. Tiếp tục mã số 19 cũng bao gồm một cặp luôn. Cây này thì cái tàn nó xòe nhiều hơn ha. Có cái tàn, cái tán rất là dày luôn. Cây này thì có chiều cao là 70. Cái hoành cây bên này là hoành tầm 9-10 luôn cô chú anh chị. Một cốt. Bên này thì 9-10 nha. Cơm một cặp này em giao lưu với giá là 350.000. Bông nụ này đang vú đột nụ non rất là nhiều luôn ha. Số 10. Số 19 350.000. Tiếp tục mã số 20. Mã số 20 bao gồm một cặp đàn nhũ hòa chi chít luôn quý anh chị. Cái thân này thì vận chuyển nó hơi bị xíu suốt xíu nha cô chú anh chị. Kéo nhựa hết trơn rồi. Dạ. Cây này thì có chiều cao là 80. Thốt thân thì tầm 30 đến 33 ha. Hoành này dao động có 9-10 à. Hoành thì 9-10 đó cô chú anh chị. Một cặp này thì cũng giao lưu với giá là 400.000, bao phí ship. Cây nụ nè, nụ đen đỏ xỏ ra rất là đẹp luôn. Cái nhánh nụ nó rất là dài luôn cô chú anh chị. Cây rất là mượt ha. Về nó nở một cái rực rỡ luôn. Mã số 21 bao gồm một cặp luôn. Một cặp. Cây này thì có chiều cao là 75. Tán ngang là 30. Thoát thân là tầm thoát thân 38. Cái này thì có hoành là 67 nha cô chú anh chị. Một cặp như thế này giao lưu giá là 350.000. Mã số 21. Cây đang sổ nụ hết nha. Loại này về thì nó đỡ rụng hoa hơn. Những hoa nở thì vận chuyển xa nó sẽ rụng chút đỉnh nha.
Cây gọn gọn mà hoa nè quý anh chị. Số 22, một tím một hồng. Nhìn tán nó dày ha, nó gọn cây. Cây này thì có chiều cao là 65. Tán ngang là 25. Dạng hốc thân này, cây này hốc thân 40. Hoành là 5. Cây này thì em cho lưu giá là 280.000 một cặp như này, một màu tím và một màu hồng. Đây bông nụ này. Tiếp tục mã số 23 là một cây như này. Một cây dạng cao ha. Cái này là nó ra hết một đợt hoa rồi, tiếp tục nó đâm hoa mới này. Lên nụ hoa mới. Cây này thì có chiều cao là 1m1. Tán ngang là 1m. Hốc thân là 55. Có hành là 5,5. Cây này thì em giao lưu với giá là 300.000, mã số 23. Mã số 3 200.000, 250.000 bao phí ship. Mã số 24 là một cây màu hồng. Trên một cái màu hồng mà nó lên hai màu đó anh chị. Này nó mới nở đậm ha, khi mà hoa nó già ra cái nó chảy viền trắng. Cây này thì có chiều cao cũng là 1m. Chiều cao 1m. Tán ngang thì 50. Cái chùm hoa nó rất là dài ha, chùm hoa này tầm 20 luôn rồi. Chưa đúng sức đó anh chị. Đúng sức của nó là tầm 30-35 luôn. Cây mà rất cây khỏe. Cây này có hành là 6. Cây hành 6. Mã số 24 em vô lưu giá là 350.000 nha. Bông chùm rủ rất là đẹp luôn. Đang lên nụ nữa nè. Mỗi nhánh hầu như là mỗi nụ luôn. Rồi. Tục lên cây màu tím. Mã số 25. Này tán rất là dày ha. Có cây chi tử nó ra hoa luôn quý anh chị. Cây này thì có chiều cao là 1m, 1m15. Tán ngang là 50. Thốc thân 70. Chùm này, có chùm dưới chân này. Cây này có hành là 9, 9,5. Cây này em vô lưu giá là 400.000 nha. Thân đều tán nè. Tán dày rất là đẹp luôn. Đầy nụ hết luôn. Tiếp tục. Đây là mã số 26. Cây có chiều cao là 1m1. Thốc thân là 55. Có hoành là 10,5. Cây này em vô lưu giá là 400.000 nha. Thân rất là đều ha. Nhìn thân nè, rất là đầy đặn và đều luôn. Nhánh tán nụ hoa một tiếng. Ở số 27 là một cây màu hồng. Tán dày siêu bông ha. Cây này có chiều cao là 1m1. Tán ngang là 75. Thốc thân 40. Có hoành là 11. Cây này em giao lưu với giá là 350.000. Màu hồng. Bông nụ nè, rất là đẹp luôn, màu hồng. Lên màu hoa rất sáng đẹp ha. Tiếp tục mã số 28. Vẫn là một cũng màu hồng luôn. Để được một nhánh bông, còn này đang kê tán lại nha. Cây này có chiều cao là 1m. Tán ngang 40. Thoát thân là 45. Có hoành là 6. Cây này em giao lưu với giá là 300.000. Mã số 28. 300.000. Cây màu hồng. Tiếp tục mã số 29. Cây màu tím. Ồ, nguyên một chùm hoa. Cây màu tím. Cây này có chiều cao là 90. Tán ngang 70. Cây này có hoành là 8. Cây này em vô lưu giá là 350.000 nha. Thân đều nè. Đang sẵn hoa nụ ha, màu tím.
tiếp tục. Cây màu hồng. Cây màu hồng tán dày rất là đẹp luôn. Cây này có chiều cao là 1m20. Tán ngang 60. Đây, từ thân lên hoa nè. Khi mà cái nhánh khô này mình phải cắt nha, còn nếu mà nó ra một đợt nó sẽ lên bông nữa, nó còn tươi là nó sẽ lên nụ non giống như cái nhánh này. Nhánh này đã hết một đợt bông rồi, nó vẫn lên nụ tiếp nha cô chú anh chị. Cây mã số 30 này em vô lưu giá là 350.000. Cây màu hồng. Đây, tiếp tục cây màu tím. Mã số 31. Cái nhánh bông này. Nhánh bông này tới 35 luôn. Cây này có chiều cao là 1m1. Đây, thân lắc nè. Thoát thân tầm 70 để mình bỏ nhánh này làm thoát thân. 34, giao lưu giá là 300.000. Hoành 7 nha cô chú anh chị. Mã số 31. 31. 300.000. Màu tím. 32. Cây màu hồng. Đây, hai tầng tàn ha. Hai tầng tán. Cây này chiều cao là có một chiều cao là 1m2. Tán ngang là 35. Cây này có hoành là 7. Mã số 32, giao lưu giá là 350.000. Đang bông nụ. Tiếp tục mã số 33. Cây màu tím anh chị. Cây màu tím, cây này có chiều cao là 1m. Tán ngang 40. Thoát thân là 47. Cây này có hoành là 7.5-8 nha. Mã số 33 vô lưu giá là 300.000. Màu tím. Thân đều hay cô chú anh chị? Dạ, thân sạch đều. Mã số 34. Cây này đang bứt nụ ha. Này màu tím mà. Cây này có chiều cao là 1m. Tán ngang là 30. Thoát thân là 70. Cây này có hoành là 8. Cây này vô lưu giá 400.000. Cây suông nè. Nhìn cây rất là mượt nha. Tiếp theo cây màu hồng. Mã số 35. Cây này có chiều cao là 1m20. Tán ngang là 35. Thoát thân là 75. Có hoành là 8. Cây này giao lưu giá là 350.000. Cây đang nụ màu hồng nha. Tiếp theo mã số 36 là một cặp. Màu tím. Cặp màu tím. Cây này hoa nụ từ thân lên nè. Cây này đang tán dày đều ha. Cây này thì có chiều cao là 75. Tán ngang bên cây này thì là 35. Cây này, hoành thì tầm 6-7 trở lên ha. 6.5. Một bên là 6.5, một bên là 7.5 luôn. Một cặp này thì em giao lưu giá là 450.000. Cây màu tím ha. Tiếp tục mã số 37. Một cặp màu tím luôn. Cây này thì có chiều cao là 90. Hoành 7. Này, một cặp này cũng khá là đều nha. 6.5-7 nha cô chú anh chị. Một cặp này thì cũng 450.000 luôn. Màu tím. Cây đẹp ha. Cây đang suông mượt luôn.
tục mã số 38. Này màu hồng. Màu tím. Cây này có chiều cao là 75. Tán ngang là 35. Có hoành là 6,5. Một cặp này giao lưu với giá là 400.000, bao phí ship, mã số 38, một màu hồng, một màu tím. Cây đang bông nụ rất là đẹp luôn. Tiếp theo em lên mã số 39. 39, cây này sưu tầm nha cô chú anh chị. Cây này là bằng lăng Thái. Cây to. Gốc bằng lăng Thái, cây to ha. Cây này thì hiện thì nó chưa có hoa nha cô chú anh chị, nhưng mà tán nó rất là dày luôn. Cây này có hoành là 22. Hành cũ là 22. Tài cành đóng đặc ha. Cao là 1m20. Tán dày. Tán cũng là 1m10 luôn, 1m1. Cây nè. Tán rất là dày luôn. Nhìn cây nó rất là cân đối, rất là đồng đều luôn. Cây này mà mình để ra hoa là rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Lên chậu mà hoa mà để dặn lùm trước cửa, hoa chùm rủ xuống rất là đẹp. Cây này thì em giao lưu với giá là 1.500.000 đồng. 1.500.000 bao phí ship. Rồi, em có một số cây giới thiệu với cô chú anh chị. Còn thêm một cây hàng khủng nữa cho quý cô chú anh chị mình tham khảo ha. Đây là mã số 40 nè. Đây. Cây quá sát cái form. Cái form cây tán rất là đều đẹp ha. Em đo thông số của chú anh chị mình xem ha. Cây này thì có hoành là 34. Để trong thùng tứ diện ha. Để chải và nè, còn thân đế sổ ở dưới nè. Thốc thân là 80. Còn cái nhánh tán này nè tầm là 1m6 luôn. Chiều cao này đo tới cái tán thôi nha, còn nhánh trên là em chưa đo, nhánh sổ cho em chưa đo. Tán là cũng phải tầm 1m5. Cây rất khủng luôn, cây này thì em giao lưu với giá là 8 triệu. Rồi. Hôm nay em có số mặt hàng mời quý cô chú anh chị mình tham khảo ha, yêu thích loại nào thì gọi em qua số máy là 0977416876. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại video lần sau. Rồi, xin chân thành cảm ơn quý anh chị ha. Hôm nay hoa rất là đẹp.